Em.
Bên kia nó thuê là tháo bảng, tháo bảng luôn anh, thuê thời gian cái tháo bảng luôn nè, cái bên nhà nó, ủa chứ nó bữa nó thuê xong nó dắt các bạn vô trả rồi.
gì vậy? Đuối rồi, đuối rồi.
đứng rất là sát lưới. Giờ mày đánh dở vậy giờ mày phải rửa vẫy lấy lộn kiếm không? Hôm nay chủ nhật có 5C mà. 3C Ha ha ha.
Yeah.
quá rồi. Ê, ông đập bà Nhi đưa ngon quá mà ông đập vô lưới. Không phải là mình chết đó. Rồi dễ dàng vậy chứ Tâm.